À, xin chào anh em, mình tiếp tục quay trở lại với kênh Đồ Cổ Cần Thơ. Đến với clip ngày hôm nay thì bên Đồ Cổ Cần Thơ em cũng có sưu tầm được vài sản phẩm đẹp để giới thiệu cùng với nhà mình trong video hôm nay. Hôm nay có rất là nhiều sản phẩm về đồ đồng đẹp nha cả nhà mình ha. Để giao lưu cùng cả nhà mình nha. Xem được đừng tiếc cho em xin một like và đăng ký kênh ha. Cũng xin cảm ơn cả nhà mình đã ủng hộ kênh Đồ Cổ Cần Thơ của em trong thời gian qua. Thì sự ủng hộ của cả nhà cũng là một niềm động lực rất là lớn để em cố gắng sưu tầm thêm những sản phẩm tiếp theo để giới thiệu cùng cả nhà mình. Thì mã số 1 đầu tiên ngày hôm nay là bên em có vừa sưu tầm được về được một cặp trâu tiên đồng ngọc nữ rất là đẹp như cả nhà ha. Và cặp này là tổng trọng lượng là khoảng 3,4 kg cho một cặp như thế này. Một bên đây là tiên đồng nha, bên đây là ngọc nữ ha, chất liệu bằng đồng. Chiều dài tổng thể của cặp trâu tiên đồng ngọc nữ này rơi vào khoảng là 23 cm, rồi chiều cao tổng thể là 20, chất liệu bằng đồng. Đây là một cặp trâu rất là đẹp đó. Bên đây là tiên đồng đang đọc sách, bên đây là ngọc nữ đang cầm thỏi vàng đây, rất là đẹp ha. Và một trong những cặp trâu rất là đáng để mình sưu tầm nha, con trâu khởi đầu cơ nghiệp ha, tiên đồng ngọc nữ. Thì một cặp như thế này mã số 1 trong video hôm nay có giá giao lưu với cả nhà mình là 2 triệu đồng, 2 triệu đồng cho mã số 1 cặp trâu tiên đồng ngọc nữ. Đây là mã số 2 trong video hôm nay đó. Mã số 2 là em có được một cái cây pháp khí đó, một cái cây pháp khí chất liệu bằng đồng. Đây cả nhà mình xem nha, đây cả nhà mình xem ha đó, một cái cây pháp khí chất liệu bằng đồng nha. Cây này không biết là của thời nào ha. Còn đầy đủ các đây có họa tiết khắc ăn mòn trên đây nha, rất là đẹp, chất liệu bằng đồng. Có một cái ở ngoài là hình ảnh trên là có một con rồng ha. Đây cái này về mình có thể là treo nha, làm móc treo thôi khỏi chê. Đây mã số 2 trong video hôm nay. Mã số 2 này tổng trọng lượng là tầm có khoảng là 1,8 kg cho một cây như thế này. Và cây này rất là dài nha, cây này dài là tầm khoảng là 60 á, bề ngang là có khoảng là 7 cm. Ở đây rất là đẹp ha, để cái nào xem nha. Trên đây là họa tiết hoa văn cổ điển nha, trên đây là có khắc ăn mòn luôn nha. Đó, nguyên hình ảnh một cái con gì trên đây nè, rất là đẹp. Cái này về trưng bày phong thủy nha, không có mục đích khác ha, chỉ có trưng bày siêu thị phong thủy. Làm về mình làm hai cái hoa em treo lên để trấn an nha, thu hút tiền tài tài lộc nha. Có giá giao lưu cả nhà mình là 2 triệu đồng cho mã số 2 trong video ngày hôm nay. 2 triệu đồng ha. Đây là số 2. Rồi mã số 3. Mã số 3 thì em cũng có hai cái cây. Đó, mã số 3. Trong mã số 3 này là có hai cây, cũng là hai cây pháp khí luôn. Đây. Đây là cây đầu tiên của mã số 2 ha. Cũng có cái vỏ luôn nha. Quả tiết hoa văn trên đây là chất liệu bằng đồng. Chữ được khắc ăn mòn trên đây luôn. Đó, đây là cây đầu tiên trong mã số 3 ha. Cây đầu tiên trong mã số 3 nha. Mã số 3 này cũng có hai cây. Đó, cây đầu tiên. Rồi cây này thứ hai có hình ngựa trên đây nè, bề bản ngang rất là to. Đó, chữ cũng có khắc ăn mòn trên đây luôn ha. Cái này là cũng trưng bày phong thủy thôi nha cả nhà nha, không mục đích gì khác đâu ha. Vì về trưng bày sưu tầm phong thủy thì thôi khỏi chê. Và mỗi một cây trong mã số 3 này á, dài có khoảng là 62. Rồi một cây thì dài 65. Đó, và cũng có giá giao luôn với cả nhà mình là 2 triệu đồng cho một cây. Mình có nhu cầu sưu tầm thì báo nha, trưng bày phong thủy ha. Rất là đẹp. Cần thêm thông tin hình ảnh thì kết bạn Zalo bên em ha. Mục đích chỉ trưng bày phong thủy thôi nha. Cây này đặc biệt có hình người trên đây nè. Đó, mình về mình làm cái móc treo lên ha, treo lên mảng tường thôi rất là hay. Đây là mã số 3 trong video ngày hôm nay, 2 triệu đồng một cây. Mã số 3. Rồi tiếp theo mã số 4. Mã số 4 trong ngày hôm nay thì bên em giới thiệu cả nhà mình còn được một cái bàn ủi. Mã số 4 là full đồng. Đó, tất cả toàn bộ đều bằng đồng. Con gà bằng đồng, cán cũng bằng đồng luôn, rất là đẹp. Tổng trọng lượng là khoảng 7,5 kg cho một cái như thế này. Cái này là em vừa vệ sinh bên ngoài lại nha cả nhà ha, bên trong thì chưa vệ sinh nha. Đây là mã số 4 trong video ngày hôm nay. Và cái bàn ủi này chiều cao tổng thể là có khoảng là 23, bề ngang tổng thể là có khoảng là 25, chất liệu bằng đồng. Đây cái này mình xem nha, ở trong này là 1882 ha. Đó, rất là đẹp. Và một cái bàn ủi như thế này có giá giao lưu với cả nhà mình là 3,8 triệu, đặc biệt là cán bằng đồng luôn, ít có thấy cán bằng đồng ha. Đây là mã số 4 trong video hôm nay nha, 3,8 triệu cho mã số 4. Rồi tiếp theo mã số 5. Mã số 5 của ngày hôm nay là còn được một cặp heo chất liệu bằng đồng. Đó, đây là một cặp heo rất là đẹp ha. Heo là có một cái nơ nha, một cặp, một con có nơ, một con không có nơ ha. Tổng trọng lượng là khoảng 3 kg cho một cặp heo như thế này. Chiều dài tổng thể là tầm có khoảng là 17 cm. Rồi bề ngang của cặp heo hoa hồng này có khoảng là 12 cm, chất liệu bằng đồng. Đó, một cặp như thế này rất là đẹp, cặp heo hoa hồng nha. Đó, và có giá giao lưu với
cả nhà mình là 2 triệu đồng cho mã số 4 có trong video hôm nay. Cặp heo rất là to, rất là nặng, đây cả nhà mình xem ha, 2 triệu đồng cho mã số 4. Rồi mã số 5. Mã số 5 này một cặp voi. Một cặp voi chất liệu bằng đồng, bao gồm 2 con. Tổng trọng lượng là khoảng 5,2 kg. Và chiều dài tổng thể của cặp voi như thế này khoảng là 21 cm, chiều cao là 14. Chất liệu bằng đồng, bao gồm 2 con voi. Đây cả nhà mình xem nha. Voi ha. Đây là mã số 5 trong video hôm nay nha. Mã số 5 có giá giao luôn cả nhà mình một cặp voi như thế này là 2.200.000. Bao phí ship toàn quốc cho cả nhà mình ha. Chỉ có nhu cầu sưu tầm thì cứ liên hệ đặt hàng qua giúp em nha. Đó, 2.200.000 cho cặp voi ha. Mã số 5. Tiếp theo mã số 6 là còn được một cặp thỏ chất liệu bằng đồng, bao gồm 2 con. 2 con thỏ chất liệu bằng đồng nha, lên tan xanh màu thời gian. Đây là mã số 6, bao gồm 2 con. Đây cả nhà mình xem ha. Ở đế có chuyện gồm có 4 mặt chữ, bao gồm 2 con như thế này. Và tổng trọng lượng là khoảng 1,1 kg, chiều dài tổng thể là có khoảng là 11. Rồi chiều cao là 10 cm. Và có giá giao lưu cả nhà mình một cặp thỏ như thế này 1.200.000. 1.200.000 cho cặp thỏ ha. Chất liệu bằng đồng. Đây cả nhà cùng xem này. Rất là đẹp nha. Và mã số 7 trong video hôm nay thì còn được một cặp vịt chất liệu bằng đồng cũ ha. Đó, có về được 2 con. Đây thiên nga nha, chất liệu bằng đồng. Ở dưới đáy có chuyện luôn, đây cả nhà cùng xem đây. Màu ten xanh thời gian, bao gồm 2 con. Tổng trọng lượng là khoảng 1 kg. Và chiều dài tổng thể của cặp vịt này có khoảng là 15. Rồi chiều cao là 8 cm, chất liệu bằng đồng. Và có giá giao luôn cả nhà mình một cặp vịt như thế này 1.200.000. 1.200.000 cho một cặp vịt của ngày hôm nay nha. Đây cả nhà mình xem ha. Đó, bao gồm 2 con, đáy có chuyện luôn. Rất là đẹp, mã số 7. Rồi tiếp theo mã số 8. Mã số 8 của ngày hôm nay còn được một tượng tam dê. 3 con dê. Tam dê ha. Tam dê chất liệu bằng đồng. Tổng trọng lượng của tam dê này khoảng là 4,8 kg. 4,8 kg cho tác phẩm tam dê của ngày hôm nay. Đây cả nhà mình cùng xem ha. 3 con dê nha, rất là to. Tổng trọng lượng là 4,8 kg. Phía sau có hình ảnh cây tùng, rất là đẹp ha. Chiều cao tổng thể là rơi vào khoảng là 25 cm. Rồi bề ngang là tầm có khoảng là 21, chất liệu bằng đồng. Và có giá giao lưu cả nhà mình là 2 triệu đồng cho mã số 8 mà bên em giới thiệu cùng cả nhà mình ha. Mã số 8. Tiếp theo mã số 9 là cây tiền thần tài. Đây là hình ảnh một ông thần tài nha. Phía trên là có cái cây tiền ha. Rất là đẹp nha, cây tiền thần tài, chất liệu bằng đồng, mang lại may mắn tài lộc nha, mã số 9. Và chiều cao của cây tiền thần tài là 30 cm. Rồi bề ngang tổng thể là có khoảng là 26, chất liệu bằng đồng. Và một cái cây tiền thần tài như thế này. Ở bên em có giá giao lưu với cả nhà mình một cái cây tiền thần tài như thế này là 1.800.000 cho mã số 9 có trong video hôm nay. Kênh của em là Đồ Cổ Cần Thơ nha. Địa chỉ là đường số 4 trung tâm thương mại huyện Phong Điền thành phố Cần Thơ ha. Mã số 9. Số 10 của ngày hôm nay giới thiệu cả nhà mình còn được một tượng Phật chất liệu bằng đồng xưa ha. Đó, đây là một tượng Phật rất là đẹp, tổng trọng lượng là khoảng 2 kg. Và chiều cao của tượng Phật chất liệu bằng đồng xưa như thế này là 32 cm. Bề ngang tổng thể là tầm có khoảng là 20, chất liệu bằng đồng. Và có giá giao lưu với cả nhà mình một tượng Phật như thế này đó, là 2.600.000. 2.600.000 cho mình có nhu cầu sưu tầm ha. Đây là mã số 10. Rồi tiếp theo mã số 11. 11 trong video ngày hôm nay còn được một cái ấm bí rất là to. Đây là một cái ấm đồng to. Tổng trọng lượng của ấm đồng to là khoảng là 2 kg 2. Chiều cao tổng thể là có khoảng là 26 cm. Bề ngang là tầm có khoảng là 15, chất liệu bằng đồng. Và một cái ấm này là ấm bí ha, ấm bí to của ngày hôm nay. Và cái này có giá giao lưu cả nhà mình 1.900.000. Đây là một cái ấm đồng rất là to nha các em ha, rất là to nha. Đây là mã số 11. Mời anh em giới thiệu cùng cả nhà mình ha. Đây cả nhà mình xem nè. Đây là mã số 11. Tiếp theo mã số 12. 12 trong video hôm nay còn được một cái ấm bíp lò. Đó, chất liệu bằng đồng. Mã số 12 thì tổng trọng lượng của cái ống bíp lò này tầm có khoảng là 1,8 kg. Rồi chiều cao tổng thể là 24 cm. Bề ngang là tầm có khoảng là 15. Chất liệu bằng đồng. Ấm bíp lò. Đó, đây là một cái ấm bíp lò nha. Dưới này là cái bếp có 3-4 chân voi. Ở trên là chạm nai. Và có giá giao lưu cả nhà mình 1.700.000. 1.700.000 cho một cái bộ ấm bếp lò của ngày hôm nay, chất liệu bằng đồng. Rất là đẹp nha cả nhà mình ha. Đây là mã số 12. Rồi tiếp theo mã số 13. 13 giới thiệu cả nhà mình hôm nay còn được một cái cây cân đồng. Cái cây cân đồng xưa. Đó. Cây này của Nhật nha. Một cái cây ít gặp ha. Cây này của Nhật cân được 21 kg. Để cả nhà mình xem ha. Cân đồng của Nhật nha, có chữ da băng này, 21 kg, chất liệu bằng đồng, liền lạc lành lặn rất là đẹp. Đây, lâu lâu mới có được một cái cân của Nhật ha.
toàn bộ đều bằng đồng nha, cân đồng xưa ha. Tình trạng là còn liền lạc, có một cái chỗ này nó hơi găng một chút cho thời gian như thế nào ha. Đó, thì cây này có giá giao luôn cả nhà mình 1,1 triệu cho một cái cây cân đồng xưa cân được 21 kg của Nhật nha. Đây là mã số 13. Rồi tiếp theo mã số 14. 14 là tượng Phật Di Lạc chất liệu bằng đồng. Ở đây là ảnh tượng Phật Di Lạc. Đó, Phật Di Lạc ha, chất liệu bằng đồng, tổng trọng lượng là khoảng 3,9 kg, chiều cao tổng thể là có khoảng là 35. Bề ngang có khoảng là 16 cm, chất liệu bằng đồng. Và tượng Phật Di Lạc của ngày hôm nay có giá giao luôn cả nhà mình là 2,800,000. 2,800,000 cho tượng Phật Di Lạc ở mã số 14. Và bên em giới thiệu cùng cả nhà mình ha. Đây là mã số 14 Di Lạc. Rồi mã số 15. 15 hôm nay là một cái đỉnh Thất Lân. Thất Lân Vườn Cầu. Đây là mã số 15. Đây là một cái đỉnh Thất Lân ha. Có 7 con lân nha, đang vờn một quả cầu. Rất là đẹp, chất liệu bằng đồng. Đây, Thất Lân Vườn Cầu. Tổng trọng lượng của cái đỉnh này là khoảng 7 kg. Chiều cao tổng thể của đỉnh Thất Lân Vườn Cầu là lên khoảng 43 cm. Bề ngang của đỉnh là 30. Đây là một cái đỉnh đồng Thất Lân Vườn Cầu của ngày hôm nay. Và một cái đỉnh như thế này có giá giao luôn cái nhà mình là 4,800,000. 4,800,000 cho một cái đỉnh rất là đẹp, Thất Lân Vườn Cầu, mã số 15 mà bên em giới thiệu cùng cả nhà mình ha. Đây là mã số 15 nha. Rồi tiếp theo mã số 16. 16 thì giới thiệu với cái nhà mình còn được khổng minh. Ủa không, da cát lượng. Đây là một tượng da, tượng đồng da cát lượng. Ở đây là mã số 16, da cát lượng hô mưa gọi gió ha, đón việc như thần nha. Đây là một tác phẩm rất là hay. Da cát lượng. Đó. Đây là tượng của ông ha, tổng trọng lượng là khoảng 8 kg. Và chiều cao tổng thể là khoảng là 45 cm. Bề ngang tượng là tầm khoảng là 40, chất liệu bằng đồng. Và da cát lượng của ngày hôm nay có giá giao lưu với cả nhà mình tác phẩm da cát lượng. Đó, như thế này là 3,600,000. Cho cả nhà mình có nhu cầu sưu tầm thì liên hệ ha. 3,600,000 cho tượng da cát lượng. Hô mưa gọi gió nha. Đây là mã số 16 mà bên em giới thiệu cùng cả nhà mình ha. Rồi tiếp theo mã số 17. 17 là Quan Công Ngũ Kỳ. Đó, đây là tượng Quan Công nha, Quan Công Ngũ Kỳ ha. Đây cũng là mã số cuối cùng nha, cho giới thiệu cả nhà mình ha. Đây là tác phẩm Quan Công Ngũ Kỳ. Có tổng trọng lượng là khoảng 5,3 kg. Và 15,3 kg chứ, xin lỗi cả nhà mình ha. Chiều cao tổng thể là có khoảng là 47 cm. Ở bề ngang của tượng là tầm có khoảng là 23, chất liệu bằng đồng. Quan Công Ngũ Kỳ, phía sau là có hộ 5 lá cờ, đây cả nhà mình xem nha. Một tượng rất là lớn, tượng này tổng trọng lượng là khoảng 15,5 kg. Và có giá giao lưu với cả nhà mình Quan Công Ngũ Kỳ của ngày hôm nay ở là 4,900,000. Đây cũng là mã số cuối cùng mà bên em giới thiệu cùng cả nhà mình ha. Xin chào và hẹn gặp lại cả nhà mình vào những video tiếp theo bên Đồ Cổ Cần Thơ của em nha, với những sản phẩm đẹp độc lạ hơn ha. Xin chào và hẹn gặp lại.